Tại thị trấn nọ có một ngôi nhà sáp rất nổi tiếng, bên trong trưng bày những bức tượng giống y như là thật. Mọi thứ ở đây đều làm từ sáp nến bởi một nghệ nhân tên là Vincent. Đêm hôm nọ có hai chiếc ô tô đến nơi vắng vẻ để cắm trại. Bọn họ gồm có 6 thành viên. Cô gái này là Mary, anh trai cô là Peter, người này là Wade, Cole và Anna, cuối cùng là Dayton. Trong lúc bọn họ đang cười nói vui vẻ thì có một chiếc xe chiếu đèn pha thẳng vào mặt, khiến cho ai cũng cảm thấy khó chịu. Mặc dù vậy, tên tài xế vẫn không nói gì. Peter tức giận ném chai bia làm vỡ một bên đèn. Tên tài xế thấy vậy mới chịu lùi xe rời khỏi đây. Một lúc sau, mọi người ngửi thấy mùi thối rất nặng thổi đến đây từ cánh rừng. Trời cũng đã khuya, tất cả đành phải vào trong liều để nghỉ ngơi qua đêm. Sáng hôm sau, anh Quay phát hiện ống dây nhiên liệu trong khoang máy ô tô nó đã bị ai đó cắt đứt. Mary thì không chịu nổi mùi thối nên cô và Anna bèn đi kiểm tra. Vô tình Mary đi trượt xuống một cây hố, nơi đây có một bàn tay người và rất nhiều xác chết của động vật đang bị thối rữa. Lúc này có một chiếc xe tải cũ kỹ chạy đến, rồi một người đi ra vứt bỏ những con thú đã chết xuống cây hố, làm cho cả nhóm bạn cảm thấy thật ghê tởm. Tên tài xế từ từ lôi bàn tay lên, hóa ra nó chỉ là đồ giả mà thôi. Sau đó hai bên nói chuyện làm quen, tên hắn ta lại biêu lì sống ở gần đây. Bởi vì xe anh quay đã bị đứt ống dây nhiên liệu, cho nên anh muốn nhờ tên biêu lì chỉ dẫn đến cửa hàng gần nhất để tìm đồ thay thế. Mặc dù là vừa mới gặp mặt, nhưng biêu lì vẫn rất sẵn lòng cho anh quay và Mary hóa gian xe đến thị trấn gần đây. Bốn người còn lại thì quay về thành phố vì bận công việc. Thế nhưng giữa đường thì bị kẹt xe không thể đi được nữa. Khi này quay và Mary đã đến được thị trấn, Biêu Lì chỉ đưa họ đến đây rồi rời đi. Cả hai đành phải dạo quanh khu phố để tìm người giúp đỡ. Không ngờ rằng đây là nơi có ngôi nhà xám huyền thoại. Một người dân bên đường vén màn ra xem thử nhưng không nói chuyện. Cả hai vào một trạm xăng cũng không nhìn thấy ai cả. Gần đó có một cửa hàng trưng bày những chú cún con trông thật là dễ thương. Anh quay nồn nóng muốn tìm đồ sửa chiếc ô tô nên họ tiếp tục đi. Trước mặt họ có một nhà thờ, hy vọng bên trong sẽ có người giúp đỡ. Trùng hợp là nơi này vị mục sư đang thực hiện nghi thức tang lễ. Cả hai lịch sự không dám quấy rầy họ. Phía này nhóm bạn gọi điện cho Mary quyết định sẽ quay lại khu cắm trại. Bởi vì họ không thể đi tiếp được nữa. Trong khi chờ đợi thì có một người đàn ông đi ra từ nhà thờ. Tên anh ta là Bóp Đen, chủ của trạm xăng lúc nãy anh quay và Mary đi ngang qua. Nghe thấy vậy, anh quay muốn nhờ Bóp Đen tìm giúp phụ kiện để sửa chiếc ô tô. Bóp Đen tỏ vẻ cũng là một người tốt. 30 phút nữa thì tang lễ sẽ kết thúc, anh ta sẽ gặp Wade và Mary tại trạm xăng. Nhóm bạn lúc này đã quay lại khu cắm trại. Anh cầu muốn dừng ở đây để nướng khoai với Anna. Peter và Dayton sẽ đi tìm Wade và Mary. Lúc này họ đang vào ngôi nhà sáp để tham quan trong khi chờ đợi anh Bóp Đen. Nơi này có những bức tượng người sáp giống y như là thật. Kể cả chiếc cầu thang hay những bức tượng và đồ vật xung quanh đều làm bằng sáp. Chắc là con chó này cũng thế. Mary vô tình phát hiện có bốn người xuất hiện bên ngoài. Anh quay bèn đi ra kiểm tra nhưng không nhìn thấy ai cả. Nơi đây có cảm giác thật rợn người. Cả hai đành quyết định đến trạm xăng chờ anh Bóp Đen. Lễ tang cũng đã kết thúc. Bóp Đen dẫn hai người về nhà để lấy dụng cụ sửa chữa. Trên đường đi, anh ta kể về lịch sử của ngôi nhà sáp. Nó được thành lập bởi đôi vợ chồng bác sĩ quá cố tên là Trudy. Họ có hai người con. Thứ nhất là nhà nghệ thuật Vincent, tác giả của những bức tượng sáp. Người còn lại thì đã ở trong viện tâm thần. Vừa kể xong chuyện thì đến nhà anh Bóp Đen. Quay muốn vào trong để đi nhờ toilet. Mary thì chờ ở ngoài xe của anh Bóp Đen. Cậu Quay vô tình phát hiện có rất nhiều dụng cụ phẫu thuật y khoa ở trong nhà. Trên kệ gỗ còn có những chiếc mặt nạ sáp. Phía này là những con thú ngầm nước rất kỳ lạ. Peter và Dayton lúc này đã định vị được Quay và Mary thông qua GPS của điện thoại. Trong khi chờ đợi thì Mary vô tình phát hiện chiếc xe này đã bị vỡ một bên đèn. Thì ra Bóp Đen chính là tên tài xế bí ẩn mà hôm trước đã rọi đèn pha vào cả nhóm. Cô gái hốt hoảng bấm còi xe để cảnh báo anh Quay. Đột nhiên đèn vụt tắt, một cây kéo từ tự thò ra cắt đứt gân chân anh Quay. Hung thủ chính là một tên đeo mặt nạ. Hắn ta tiêm vào người anh Quay một mũi thuốc tê liệt rồi kéo xuống tầng hầm. Sau đó cố định tư thế của anh Quay bằng những thiết bị trong y học tâm thần. Cuối cùng là mở và nóng dẫn cho dung dịch xám nến đang sôi sùng sục. Tất cả các vòi đều phun thẳng vào người anh Quay.
Tên bóp đèn khi này mới ra ngoài, Mary thì đã biết thân phận của hắn nên cô gái liền chốt cửa xe để phòng thủ. Hắn ta bèn phá vỡ tấm kính, Mary nhanh nhẹn chui ra phía sau rồi bỏ chạy đến thị trấn. Bỗng nhiên toàn bộ ánh đèn bật sáng lên, cô gái nhớ là trong nhà thờ còn có người nên liền chạy vào xin cầu cứu. Không ngờ ở đây chỉ toàn là người Sáp, bên trong quan tài chính là Judy, mẹ của thằng bóp đèn. Bên cạnh còn có chiếc máy phát ra tiếng nhạc của tang lễ. Thôi rồi, vậy là lúc sáng chỉ là một màn kịch của thằng bóp. Mà hắn ta cũng đang tiến vào đây lùng sục mọi ngóng ngách để truy bắt mẹ rị. Thì ra cô gái trốn dưới váy của ông mục sự. Vậy là hắn tóm được mẹ rị vác về trạm xăng. Sau đó trói chặt cô lên chiếc ghế. Đúng lúc này Peter và Dayton theo định vị tìm đến đây. Thằng bóp đèn thấy vậy bèn dùng keo xịt lên môi Mary dính chặt lại, không thể rên la được nữa. Hai người bạn quyết định sẽ chia ra để tìm kiếm Wade và Mary. Dayton nhìn thấy ngôi nhà xám nên hiếu kỳ tiến vào trong. Anh ta ngỡ ngàng nhìn thấy Wade ngồi đánh đàn nhưng không nói chuyện. Khi đụng vào lớp da mặt thì nó dễ dàng bị chốc ra. Lúc này anh Wade vẫn còn sống nên rất đau đớn, chảy cả nước mắt. Bất ngờ thằng mặt nạ lao tới chém một nhát. Dayton hốt hoảng té xuống tầng hầm. Thằng mặt nạ liền cắm xuống hai con dao cắt lìa phần đầu của Dayton. Khi này thằng bóp đèn mới đi ra. Anh Peter thấy có người nên liền hỏi tung tích của em gái và anh quậy. Thế nhưng thằng bóp đèn lại giả vờ là chưa từng nhìn thấy ai lạ mặt trong thị trấn. Điều này thật kỳ lạ, bởi vì định vị GPS đã chỉ dẫn anh Peter tìm đến đây. Ở bên dưới, Mary cố gắng thoát khỏi chiếc ghế, sau đó dùng ngón tay để ra hiệu cầu cứu Peter. Không may bị thằng bóp đèn phát hiện, hắn ta giả vờ ngồi xuống cột như vậy, rồi dùng kìm cắt phăng lóng tay của cô gái. Không còn cách nào, Mary cố gắng gỡ hai chiếc môi mình ra để nói chuyện. Không hỏi được gì nên Peter rời đi. Tên bóp liền dùng dao đánh lén, may mắn Mary kịp thời hét to lên giúp cho Peter né đòn. Sau đó anh chạy vào trong giải cứu cô em gái. Khi ra bên ngoài thì tên bóp đèn cũng đã biến mất. Mary nhớ lại lúc sáng có gặp một người dân ở bên đường, cả hai liền đến nhờ xin giúp đỡ. Hóa ra bà ta cũng là một người Sáp có gắn thiết bị tự động vén màn ra. Dường như cả thị trấn này đã không còn ai. Má ơi, sao mà ghê vậy. Không còn cách nào, cả hai bèn đi tìm vũ khí để phòng thân. Peter lấy được một cây cùng. Đúng lúc này thằng bóp đen xuất hiện. Hắn ta có khẩu sụt gần bắn tới. Cả hai nhanh chân chạy vào trong rạp hát. Thằng bóp cũng đuổi theo truy sát. Nơi này có rất nhiều tượng người Sáp, khiến cho tình bóp khó phân biệt được thật giả. Thừa cơ hội Peter bắn mũi tên trúng vài thằng bóp đèn. Hắn ta cố gắng bước ra ngoài thì trúng thêm phát nữa ngay trước ngực. Nghĩ rằng hắn đã chết, cả hai bèn đi tìm anh quậy. Lúc này Anna vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ thì tên mặt nạ xông vào. Hoảng sợ cô chạy ra ngoài thì phát hiện anh câu đã bị ghim một cây dao vào ngay cổ. Cô gái kinh hãi mà chạy cho thật nhanh vào trong một nhà xưởng. Cô lấy gậy sắt trốn vào xe ô tô. Vậy mà thằng mặt nạ cũng phát hiện ra. Anna liền đâm cây sắt rồi chạy tiếp. Khi vừa ngóng đầu lên thì má ơi, thằng mặt nạ là một tay phóng lao chuyên nghiệp. Peter và Mary thì đã quay lại nhà thằng bóp đèn để tìm anh quậy. Lúc này Mary phát hiện có những tấm hình hai đứa trẻ. Giờ thì cô mới biết thằng bóp đèn còn có người em trai song sinh. Dựa theo thông tin trên báo thì đó chính là nghệ nhân Sáp Vincent. Cả hai từ từ đi xuống tầng hầm để kiểm tra. Bọn họ phát hiện tượng người Sáp cố định với khung sắt, đó chính là Dayton.
Đúng lúc này thằng bóp đèn quỳ về, hắn ta bị trúng hai mũi tên mà vẫn không chết. Tên mặt nạ cũng mang về thi thể của anh cậu và anh nạ. Ở bên dưới vì từ tò mò không biết những công tác này kích hoạt thiết bị gì, không ngờ đó chính là hệ thống điện của thị trấn. Nhìn thấy vậy thằng bóp đèn đã biết hai người đang ở đâu. Tên mặt nạ lập tức cầm dao xông thẳng xuống tầng hầm tấn công hai anh em. Peter nhanh nhẹn đẩy hắn qua một bên rồi hất đổ chậu sắp nến ngăn tên mặt nạ lại. Cả hai chạy lên trên thì phát hiện thi thể của anh quậy. No. Oh my God. Wait. Thì ra tầng hầm bên dưới liền thông đến ngôi nhà xác. Thằng bóp đèn đã chờ sẵn ở đây, không còn đường nào Peter đành phải cố gắng ra sức mà chống trả. Ngọn lửa bên dưới rất nhanh đã cháy thủng sàn nhà làm tan chảy những bức tượng sáp. Trong lúc yếu thế Peter ấn mạnh vào chỗ bị thương của tên bóp. Hắn ta rút con dao đâm một nhát vào chân Peter. Barry nhanh tay cầm cây gậy đập đáng đầu thằng bóp đèn. Tên mặt nạ bên dưới cầm tấm niệm xông qua ngọn lửa rồi lên phía trên. Hắn trông thấy anh trai bị giết nên tức giận đuổi theo Mary lên lầu. Bởi vì nơi này là mần xám nên ngọn lửa càng ngày càng lớn mạnh. Peter cố gắng lên cầu thang để giải cứu em gái. Please don't kill me. Lúc nguy hiểm Peter kịp thời lao vào tên mặt nạ ngã xuống giường. Hắn vô tình lộ ra mặt thật. Ngay lúc này Mary đâm con dao vào hông tên mặt quỷ. Cả ba rơi xuống dưới. Hai anh em cào bức tường thoát ra ngoài. Tên mặt quỷ và thằng bóp thì chìm trong sắp nến. Sáng hôm sau cảnh sát mới đến hiện trường để điều tra vụ việc. Không ai biết rằng tên Billy chính là em út của thằng bóp đèn. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.